Chi phí nhập khẩu xăng dầu đang tăng cao. Theo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, quý 1 chi phí là 306 đồng một lít, quý 2 là 450 đồng một lít và quý 3 là 967 đồng một lít, tức là bình quân doanh nghiệp đang lỗ 667 đồng một lít. Trong quý 4, doanh nghiệp lỗ 1.100 đồng một lít. Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá xăng A95 nhập khẩu từ Singapore đã tăng mạnh lên mức gần 98 đô la Mỹ một thùng. Trong tháng 9, riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, sản lượng xăng dầu các loại nhập khẩu là 33,9 nghìn tấn, trị giá 34,4 triệu đô la Mỹ. Các doanh nghiệp cũng đề nghị được phép đăng ký mua hàng của nhiều đầu mối để tránh tình trạng đứt gãy nguồn cung như thời gian qua.